Good morning Sunday các bạn ơi. Bữa nay sao trời âm u sương mù, mịt mù, nhìn lên núi chút đỉnh. Mình đang chuẩn bị đi qua thăm mẹ già vài tiếng. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày của chúng mình. Đây, nhìn lên núi, sương mù hết. Hôm nay ngày Chủ nhật thì mình sẽ thư giãn coi football. Đây là cây Noel của mình đây. Thư giãn coi football. Đội nhà chơi trên sân của người ta, sân ở bên South Carolina. Cho nên đến chiều mới chiếu trên TV. Mình đi thăm mẹ già vài tiếng rồi về coi. Maybe mình thấy tốt thì uống hai lon bia là gì đó cho nó vui. Anyway, thôi mình đi đây nha. Trời mùa thu mát mẻ, không có lạnh lắm. Mà nói thật ở đây mình mùa đông nó cũng không lạnh, nó xuống tới thấp nhất là tới 0 độ C à. Vừa để những cái giọt mưa giọt sương nó đóng thành tà băng á, nó lạnh chừng vài ngày cái thôi. Mấy nay mấy con gà lôi không có ra đây, lạnh quá hay là còn sớm quá. Mình cố gắng ăn kiêng tuần 6 ngày. Rồi cái ngày thứ bảy thì mình ăn một cái gì đó cho nó ngon miệng, hoặc là cơm, hoặc là bánh mì, hoặc là phở, cái gì đó. Mấy hôm nay cố gắng lắm, đo đường cũng tốt lắm, xuống còn 120, 130 buổi sáng 2 ngày nay rồi. Để cố gắng giữ, cứ mỗi ngày đo vậy đó, coi nó tốt cỡ nào vậy đó. Có hôm mấy mùa này á, mà cái trời mà ẩm ướt á, sáng thức dậy nó sương mù cái kinh hồn lắm. Bữa nay thì mới vậy chứ còn thấy đường xá vậy là không đến nỗi, có lúc mình thấy không được tới luôn á, nhìn ra chừng 2 thước là không thấy được gì hết. Nhiều khi nghĩ tuổi trẻ không có bệnh hoạn, không có gì, sức còn sức khỏe tốt, thấy sướng với sợ. Muốn ăn gì ăn, muốn làm gì làm. Có một cái chưa có vững về tiền tiền bạc cho gọi lấy cái gì quên mất rồi, như là tài chính thì chưa có ổn định thôi, phải đi làm này kia kia nọ vậy đó, không có rảnh thì giờ đến lúc rảnh thì bệnh hoạn hết trơn. Đời điếu, đời nó điếu thì thấy không? Sáng người ta đạp thể dục nè, đạp xe đạp bon bon ngoài đường, cái con đường này dậy dốc dậy mà đạp không nổi, nó mà yếu quá chừng người ta đạp xe đạp tỉnh bơ đấy. Không ai bữa nào đạp đại, đạp không nổi thì dắt, xin như là lên dốc á, cái mình dắt xuống dốc thì mình chạy. Ở này là chạy lên tới đây cái xuống dốc lại nè, nhìn thấy xuống dưới dốc không? Đó, xe đạp chạy bon bon nè, còn lúc mà chạy ngược về là đạp không nổi nha, dốc nhỏ vậy đó, biết sao tại xe mình cũ á. Bữa nào mượn chiếc xe của em rể nó có chiếc xe cũ cái mình mượn đạp thử. Chỗ băng qua đường ở Việt Nam thì băng qua đường lúc nào cũng được hết, nhắm mắt mà đi thôi. Có hai cặp vợ chồng Mỹ Việt ở Việt Nam á, họ ở bên Nhật lâu lắm rồi, bây giờ dọn về Việt Nam ở được không mấy tháng, cứ phàn nàn hoài về cái vụ băng qua đường, không có chỗ đường, không có đường đi á, lối đường đi bị xe đậu xe hết trơn. Mà lúc hồi mình về mình không có để ý, mà mình cũng không có quan tâm nữa, thấy nó che được thì mình đứng ra ngoài đường mà đi thôi, mình không nói.
Nhưng mà nghĩ lại thì thấy cũng bất tiện thiệt. Đi người ta quen đi rồi đó. Thấy không có lối đi mà đi, đi xe băng qua đường cũng có cái băng qua đường lúc đầu mình ớn lắm, mình cả khoảng cả tuần lễ mình cũng không dám đi, lúc sau đó mình can đảm mới đi được. Nhưng mà cũng còn nhát chết mồ, đi ngang mà thấy chiếc xe nó chạy ào ào tới mà hú hồn hú vía, tim mình đập bình bình. Rồi nói đang nói gì cái quên. Hai vợ chồng đó đi du lịch bên Singapore đó. Ở cái Singapore thì nó có nha, rất là tiện lợi cho những chiếc xe đạp. Nên họ thích lắm. Qua đó họ mượn xe đạp cho đạp vòng 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 ở ngoài. Thì cái Singapore một cái nước nhỏ xíu bằng rộng bao nhiêu, chắc không bằng Sài Gòn, nó chắc nguyên cái diện tích Sài Gòn chắc bằng Singapore luôn á, nghĩ vậy. Mình chắc lại coi. Họ phải làm nhiều lối đi cho đạp xe đạp á, cũng rất là thấy sạch sẽ đồ gì thích lắm. Mai mốt chắc mình có dịp chắc đi về Việt Nam ghé đó chơi một tuần. Bữa nay là 57 độ, 57 độ là khoảng nhiêu ta, chắc khoảng 20, 19, 20 độ hả, 19, 20 độ C. Hay là công viên mình hay đi bộ nè, giờ này sớm cũng có nhiều người đi á, điên vòng khoảng chừng 1,5 km. Mình lúc trước mình để cái mục đích là đi 3 vòng, nghĩa là đi được 3 mile, cuối cùng đi không nổi. Mình đi cao nhất là như 2 vòng mà làm biếng, một hai nữa là mỏi chân quá chừng, cố lắm cái chân không nổi, còn sức khỏe cũng cái chân nó đầu gối nó nhức quá. Anyway, tới thăm mà già vài tiếng đã. Tới nơi rồi. Hôm mua cục thịt heo, nó gọi là Kalua Pigs, là thịt heo mà nó nấu theo cái kiểu người Hawaii đó. Mà nhìn mình thích ăn lắm. Ở hồi lúc mình đi chơi Hawaii là mình đi cái luau, là cái tiệc á, tiệc ăn bao bụng á, là nó có cái món con heo nó chôn ở dưới đất. Nó đào cái lỗ xong rồi nó đốt lửa và đá ở dưới đó, thịt là nóng luôn, xong rồi để con heo lên, heo nó để lá chuối heo lên, rồi cái nó úp bỏ khoai tây đổ đủ thứ đó, xong rồi nó chôn lại, rồi cái hơi nóng của trong đá với cái than lửa đó nó sẽ nấu cái con heo nó chín rỡ, chín mềm ra luôn. Khi mà nó 8 tiếng đồng hồ xong hay là bao nhiêu lâu đó bên mất là hơn, nó mới mở đào lên thì lấy cái con heo ra, rồi họ bầm 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 ra nát hết. Nó gọi là Kalua Pig, thì họ ăn cái đó với lại cái poi. Poi là khoai môn, họ giã ra đó, họ luộc lên rồi họ giã ra, rồi thì nó cái bột họ không có ăn ghê lắm, không có mùi vị gì hết đó, rồi ăn với cái thịt heo đó. Cái từ mình đi Hawaii đi Costco thấy nó bán trong hộp á, mình thấy mình mua về, đến lúc mình khui nó ra cái hộp và thì cái cục thịt heo nó nhìn chán ngày thôi, giống như cục thịt luộc vậy đó. Bây giờ mình đang đi về, bữa nay chủ nhật, không biết mình làm gì cho nó ngon đây. Nó kêu hâm lại là bằng cách mình bỏ ở trong nồi mình hấp nó lại, nhìn là thấy không ngon rồi. Nhưng mà nhiều món ở Costco vậy đó, mình thấy nó nhìn nhiều khi cái hình nhìn đẹp, mà khi mình đem về nhà mình mở ra hay là mình ăn thử rồi nó thất vọng. 10 món mình chỉ thấy có một món là mình ăn ok à, mấy cái đã lầu làm sẵn đó. Anyway, không biết nữa. Nếu mà thấy không ngon lại bữa mình mua nhiêu cái hộp á, tao nhiêu đó, như 20 đồng thì phải. Thấy là lạ mua về mà nhìn không ngon vậy. Kẹo bánh thì quá chừng khoái ăn lắm, bây giờ ăn 3 kẹo bánh rồi chết chết sớm. Thèm chè quá biết không, hôm qua mình nấu nồi chè đậu xanh mà chưa có bỏ đường vô. Mình tính khi mình ăn á, mình bỏ chút xíu đường giả rồi mình ăn cho nó ngọt ngọt chút xíu vậy thôi à.
chứ còn không dám bỏ đường cát, thèm nó sợ luôn. Mà cái đậu xanh là cũng đã có tính bột dữ lắm rồi, mình ăn có chút thôi, chén thôi, thèm quá chịu nổi. Ok, bây giờ về kiếm cái gì ăn cái rồi coi football. Go 49ers, đội nhà thắng. Mình tạm chào các bạn, bữa nay không biết có gì vui chia sẻ, cũng làm nhảm suốt ngày. Chào. Đây là cái thịt heo mà nó bán ở trong Costco nè, đây là Kalua Pig nè. Thì hình nhìn cái hình này nó cũng giống lắm, nhưng mà nhìn cục này nó không giống thịt hết, giống như cục thịt heo luộc. Ây à, kêu cái này nó kêu mình hâm lại rồi mình xé nó ra vậy, giống như chà bông vậy đó. Bây giờ mình không biết là mình nướng hay là mình luộc lại nữa. Để coi sao giờ. Mình vừa ăn trưa xong rồi. Đây là cái nồi chè đậu xanh mình nấu. Ủa sao đặc quá vậy ta? Không có đường trong đây. Bây giờ mình thích nó ăn lạnh cho nên mình sẽ bỏ tủ lạnh qua đêm nè. Mình sẽ ăn chừng chén. Đây là cái tô nhỏ. Ôi, nhiều nhiều quá ha. Thôi đủ rồi. Cái này chắc cả tuần á. Mình ăn ngày ăn chén thôi. Ăn xong rồi nhảy lên xe đạp đạp. Khổ đời. Ôi, cái nắp này không phải cái nắp của nó. Rồi. Mình có cái đường giả này mình sẽ bỏ vô. Đường hóa học. Nghe nói đường hóa học nghe thấy ghê quá hả? Ok, ăn thử không đường coi. Không được, bỏ tí đường giả vô. Nói gì chứ một cái chén đậu này không mà không có đường, nó cũng nhiều, rất là nhiều cái tinh bột. Cho nên mình ăn xong mình thấy tập thể dục, vừa coi football vừa tập thể dục luôn. Bỏ hai bịch. Cà phê thì mình uống đen được, quen rồi. Ăn chè đậu mà không bỏ đường vô thôi không được. Người Mỹ họ ăn cái đậu á, họ nấu lên rồi cái có bỏ chất tí muối chất này nọ vào vô thì ăn ok. Lá xê này ngon á. À, đã quá, nó vừa lạnh vừa mát. Lúc nãy mình nói mình định uống hai lon bia mà giờ mình ăn này rồi thôi không được uống hai bia, trừ khi nào đổi thắng. kiếm cớ uống bia. Thôi mình ăn xong đi coi football đây. Đây là cái cục thịt heo nãy mình hâm nó lại nè, bây giờ mình dỡ ra mình coi nó làm sao rồi. Ôi trời, nó nóng ấy, nóng quá. Chết. Sợ nó khét nữa mới chết. Trời ơi, cái hơi nó bốc ra đây nóng quá trời. Man, nhìn thấy cái này chứ không thích gì hết kìa. Giống như cục thịt heo luộc. Giờ mình phải xé nó ra vậy. Bây giờ mình ăn thử nó coi nó ra sao. Quá dở luôn. Y chang thịt heo luôn.
tự nhiên mình có cái ý kiến, mình hâm này ra, mình lấy bánh tráng, rau sống, mình đi mua rau sống về cuốn ăn. Man, thiệt thất bại thiệt, không biết làm sao nữa. Bây giờ mình, một là mình làm cho nó khô lại rồi mình xà bông nó làm sao chứ. Không có giống color fit gì hết. Đây có một cục mỡ luôn, quá trời. Giặt. Bỏ cục mỡ này dục đi. À, để nó đi, chút nữa mình dục. Không biết làm sao giờ nữa. Nó cũng lạt nhách nè, cho mình cho muối thêm rồi mình cho nó nấu cho cái nước nó xuống, nó khô lại ha. Mình sợ nó nát ra hết luôn quá chứ, đổ chấm chắc cái nước ra thì mới được. Không biết làm sao nữa, bó tay.